nhờ. À luôn á. Em phải chăn, em phải chăn. Đó, đầu từ phải qua trái. Đó, nhân vật chính mà đưa vô sâu xíu là đưa ra. Mà anh gì, anh nôn gì? Quay biển luôn. Này sóng lớn quá, sao tắm? Kem cho em. Ai cho vậy? Quý cho. Quý đưa đó. Không có chọi nha. Con đừng chọi nha con. Vô mắt người ta đó nha, mày dám đánh vợ chết rồi. Không có chơi vậy. Vô nè mà đánh. Tối nó cứ đi luôn. Chạy qua chạy. Chọi mày vậy như là mình chọi chơi nha. Không phải chọi vô người ta. Chọi ném luôn ra chơi đó. Đắt. Vậy xong rồi chắc là cho nó xong rồi chưa. Nói chung là bạn đem chung hả Đức? Ê cho nó rượu. Không có chung không biết mà. Thử ngon không? Vô thử rượu mà. Dịu. Ngồi chỗ nào mà nhìn ra biển á. Đấy ngồi vô đây đang xong bàn trưa ngoài đây nó lắng. Vô đây đi vô đây. Hello.
nhìn thì mình thấy cầm cái máy. Rồi, đó là cái đậu xào với thịt kho. Này, thịt dọc em kìa. Này có không? Có anh, đủ đó. Đậu xào thịt kho không? Thịt heo kho là thịt kho tội. Thịt heo kho là thịt heo kho tổ á. Rồi, cá kho tổ hay gì? Con tiếp tôi đi 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 bơm mát rồi lại đây đây không không mỗi người ăn khác á nuôi đi hai lần co bơm mát lại nuôi ai nè hai lần nuôi bơm mát biển hai lần biển sao tại người ăn thứ cái đâu qua lại chụp mỏ rồi biết không, nhưng mà ví dụ mà anh muốn tiếp cái đoạn sau á, ví dụ anh ví dụ khi mà đoạn cuối cùng anh tắt á, anh nhắm ngay cái biển vào anh quay lại anh bấm tắt, rồi khi mà anh tiếp tục anh quay tiếp thì anh bấm vô thì nó tiếp vậy đó, nó khi mà ấy ra cái đĩa đó nó sẽ liền lạc luôn. Một sao đập tẩm đó bạn, cho bạn nó chỉ á, tại nó chưa muốn quay chuyên nghiệp. Độ mà lấy độ hay độ thôi. Chỗ này có ông sư phụ của em trên đây nè, đó. Chuẩn bị leo núi nha. Ai vịn con Sáu đi hai bên nha. Con Sáu hít một hơi đi một hơi luôn, không bao giờ mệt. Đi dưới chừng nghỉ là rất là mệt. Anh Phúc. Anh Phúc. Cái này cao quá chú ẩm đâu nổi. Nó cao quá. Cái này cao quá. Từ từ thôi. Ôi mà chùa cao dữ. Thường thôi. Trông ghê. Đó, nhìn thử coi. Đây được rồi, Dung Dung với Hiền phải dắt lên cho anh đi. Một phát một lên tới nơi, một hai một thôi, đừng dừng, dừng mệt lắm. Dạ. Con lên không nổi hả? Chưa tới 35 giây nữa. Đây, đưa đây ẩm cho, đây. Trời. Lên chỉnh lại Phật. Lên lại Phật tốt lắm. Lên cho nó lại Phật. Thế nào kìa. Thôi không, để anh đi đi. Quay con bé. Lắc lẻo, lắc lẻo.